hello, xin chào các bạn. Tai giải vô địch thế giới Fischer Random Chess vừa qua, một sự kiện gây sốc đã diễn ra. Đương kim vô địch thế giới Wesley So không biết cách nhập thành. Chuyện thật mà như đùa, nhưng mà hôm nay không phải ngày cá tháng tư, cho nên tôi không nói đùa đâu nhá. Quả thật là như vậy và nói có sách, mách có chứng. Để thấy rõ điều này thì mời các bạn đến với ván cờ giữa Ian Nepomniachi và Wesley So ngay sau đây. Ở ván này, Nepomniachi được cầm quân trắng đi trước anh mở màn với nước tốt C4, mở đường cho hậu và tượng phát triển. West Rizzo đáp trả bằng nước tốt B5, gạo đổi tốt và mở đường cho tượng kiểm soát đường treo lớn. Trắng không đổi tốt với đen mà đẩy tiếp tốt lên C5, ngăn mã đen phát triển. Đen đẩy tốt E5, chiếm lĩnh trung tâm và mở đường cho tượng phát triển. Trắng đẩy tốt B4, liên kết với tốt C5 và mở đường cho tượng tấn công tốt đen, cũng kiểm soát đường treo lớn. Đen để tốt d6 bảo vệ tốt e5 và gạo đổi tốt. Trắng không đổi tốt với đen mà phát triển tượng lên b3 nhắm về phía tốt đen f7. Đen để tốt a5, thí tốt. Ở đây tốt trắng ăn tốt đen thì cũng được. Nhưng mà trắng lựa chọn đẩy tốt a3 bảo vệ tốt b4. Đen có thể tiến tiếp tốt xuống a4 tấn công tượng trắng. Nhưng mà đen lựa chọn phát triển tượng f6 tranh giành đường chéo lớn với tượng trắng. Trắng đẩy tốt E3, làm bàn đạp đẩy tốt F4. Đen phát triển mã E7. Trắng theo kế hoạch đẩy tiếp tốt F4, gạ đổi tốt. Đen không muốn đổi tốt với trắng vì sẽ mở cột F cho xe trắng kiểm soát. Do đó, đen đẩy tốt E4, tránh giao chiến và gạ đổi tượng. Trắng không đổi tượng với đen, mà đổi tốt với đen. Tốt đen ăn lại tốt trắng. Trắng phát triển mã E2, tượng đen ăn tượng trắng. Hậu trắng ăn lại tượng đen Đen phát triển mã F6 Trắng phát triển mã C2 Đen bình xe C8 kiểm soát cột MC Trắng nhảy tiếp mã lên D4 chiếm lĩnh trung tâm Tốt đen ăn tốt trắng Tốt trắng ăn lại tốt đen Đen phi tượng lên D5 gạ đổi tượng Tiêu diệt mối nguy hiểm tiềm ẩn đang nhắm về phía vua của mình Tượng trắng ăn tượng đen Mã đen ăn lại tượng trắng và tấn công tốt trắng B4 Trắng không bảo vệ tốt mà nhảy mã lên F5 để dinh nếu mà mã đen ăn tốt trắng thì trắng nhảy mã hội e 7 chiếu bắt xe. Nhưng mà nước đi này thì làm cho C2 không được bảo vệ. Đen phi ngay xe xuống C2 tấn công tốt trắng. Vẫn không thèm bảo vệ tốt. Trắng nhảy mã lên G3 tấn công tốt đen E4 và liên kết sau mã. Nếu xe đen ăn tốt trắng thì mã trắng ăn tốt đen tấn công lại xe đen và thí mã. Mã đen mà mã trắng thì hậu trắng ăn tốt đen chiếu hết. Nước tốt nhất cho đen lúc này là chạy xe D3 kết hợp cùng mã tấn công tốt trắng E3. Trắng lên xe F3, sau đó qua G3 kết hợp cùng mã gây sức em với tốt đen G7 vẫn tiếp tục thí mã. Nói chung là đen sẽ rất khó đỡ trong tình huống này. Do đó ở ván cờ thực tế, đen không dám lấy xe ăn tốt trắng mà qua hậu C8 liên kết với xe. Tuy nhiên thì nước đi này làm cho tốt đen D6 không được bảo vệ. Mã trắng liền ăn ngay tốt đen và tấn công hậu đen Lúc này đen phi hậu lên E6 tấn công lại mã trắng Với một suy nghĩ ngây thơ rằng Nếu mà hậu trắng A8 chiếu Thì đen nhập thành đưa xe sang tấn công lại hậu trắng là xong Mọi sự thiếu hiểu biết đều phải trả giá Mà đây lại là đương kim vô địch thế giới Thì cái giá phải trả thực sự khá đắt trước lấy sai lầm này Hậu trắng A8 chiếu đen bình tĩnh nhập thành đưa xe sang F8 cản chiếu và tấn công lại hậu trắng. Lúc này thì Nepomian chỉ chố hết cả mắt trước lưu đi bá đạo của West Riso. Anh lập tức gọi trọng tài đến phân xử. Trọng tài chạy đến và giải thích với sâu rằng đang bị chiếu thì anh không được phép nhập thành. Mặt của ông Nepom thì cứ mắt chữ O, mồm chữ A, kiểu nghĩ không ngờ thằng sâu nó lại ngáo đến mức này. Chắc là nốc vodka quá đà định học lỏm vodka thần trưởng của mình đây mà. Sau khi được trọng tài giải thích thì Wesley Show đành chịu thua luôn. Vì nếu tiếp tục thì chắc chắn anh sẽ phải lùi mã về cản chiếu và bị mất không quân mã này. Khi đó với lợi thế hơn hẳn một quân mã thì Nepom sẽ dễ dàng giành chiến thắng. Sau trận đấu thì Wesley Show cũng thú nhận rằng anh chưa bao giờ đọc luật của Fisher Random Chess. Trước giờ anh cứ đánh theo cảm tính và anh cứ nghĩ rằng với vị trí của quân vua ở g8 khi nhập thành anh chỉ việc đưa xe sang f8 là xong. Thì đúng là khi nhập thành anh không cần động đến quân vua, chỉ cần đưa xe sang f8 là xong. Tuy nhiên có một điều rất đơn giản anh lại không để ý. Trong khi bị chiếu không thể nhập thành, cờ tiêu chuẩn hay là biến thể chess 960 thì cũng đều phải tuân theo nguyên tắc này chính vì sự thiếu hiểu biết này mà Wesley So đành ngậm ngùi uất ức xếp hạng ở vị trí thứ ba kém nepom đúng một điểm và bị loại bốn người tiến vào bán kết gồm có thần đồng noribob arusatorov yaneponyanchi manukasen và thần chớp hikaru nakamura ở bán kết thì noribob bị hikaru loại trong khi đó manukasen bị thua sấp mặt trước anh bạn nga ngố hai cái tên lọt vào chung kết chính là livestream thần trưởng hikaru nakamura và vodka thần trưởng ian neponyanji liệu cái tên nào sẽ đoạt chức vô địch mời các bạn đón xem trong video ngày mai nhé. ok cảm ơn các bạn đã theo dõi video xin chào và hẹn gặp lại